Chứ ai vậy? Mình đang ở trên Langbiang này các bạn, nằm ở độ cao 1950m so với mực nước biển. Và bây giờ cái cảnh mà mình đang xem ở đây đó là cảnh hoàng hôn rất là đẹp ha. Rồi ai chưa đi Langbiang thì chúng ta tranh thủ ha, mình ghé Langbiang chơi cho biết nha.